Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều người trong chúng ta khi đánh răng thường có biểu hiện buồn nôn hoặc thậm chí là nôn. Những biểu hiện này thường được cho là không ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, trên thực tế thì bạn không nên chủ quan vì đó có thể là những thông điệp mà cơ thể muốn gửi đến bạn trước nguy cơ mắc phải những căn bệnh nguy hiểm. Do đó, hãy cùng tìm hiểu về những căn bệnh nguy hiểm mà hiện tượng buồn nôn khi đánh răng đang cảnh báo bạn nhé. Buồn nôn khi đánh răng chính là một trong những biểu hiện của các căn bệnh về đường tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, loét dạ dày. Những căn bệnh này ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống và công việc của người mắc phải chúng. Vì thế, khi có những biểu hiện trên thì bạn nên dành sự quan tâm và theo dõi thường xuyên đối với đường tiêu hóa của mình. Trong các nguyên nhân gây buồn nôn khi đánh răng của chúng ta, nguyên nhân có liên quan mật thiết tới tình trạng này là mắc những bệnh về đường hô hấp. Những trường hợp như viêm mũi họng, viêm amidan, viêm xoang thường sau khi ngủ dậy sẽ tích tụ đờm ứ động hoặc gây ra tình trạng bít tịt mũi khiến chúng ta phải thở bằng miệng. Do đó khi đánh răng sẽ tăng khả năng kích thích nên gây ra phản xạ nôn. Răng miệng chắc chắn là bộ phận mà chúng ta không thể không nhắc tới khi xuất hiện những cơn buồn nôn, đặc biệt là trong khi đánh răng. Các bệnh về răng miệng như viêm lợi, viêm nha chu cũng sẽ khiến cho cơ thể có cảm giác buồn nôn, từ đó kích thích nôn khan nhiều và thường xuyên hơn. Để hạn chế cũng như giảm bớt triệu chứng này, bạn hãy thực hiện ngay các phương pháp như hạn chế đồ ăn cay nóng. Những món ăn cay nóng thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều những món ăn này có thể gây ra các bệnh về đường tiêu hóa như viêm dạ dày, loét dạ dày và có liên quan mật thiết tới hiện tượng trên. Vì thế, hạn chế những món cay nóng là cách thông minh để giúp bạn tránh được triệu chứng này. Hạn chế đồ chua. Những đồ ăn chua thường là các món ăn rất hấp dẫn đối với khẩu vị và giúp kích thích vị giác của chúng ta. Nhưng việc ăn nhiều đồ chua sẽ làm gia tăng nồng độ axit trong dạ dày, từ đó dẫn tới viêm loét dạ dày. Hạn chế đồ chua cũng là cách để giảm bớt triệu chứng trên. Ăn nhiều rau xanh, hoa quả. Rau xanh và hoa quả là những loại thực phẩm rất dễ tiêu hóa, đồng thời là nguồn chất xơ và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Sử dụng những loại thực phẩm này không chỉ tốt cho đường tiêu hóa mà còn làm giảm đáng kể các triệu chứng trên. Vừa rồi là những căn bệnh mà chúng ta thường hay mắc phải khi có biểu hiện buồn nôn khi đánh răng và một số phương pháp để hạn chế tình trạng này. Nếu cơ thể xuất hiện những biểu hiện kể trên, bạn nên đi khám bác sĩ kịp thời và quan tâm hơn đến các biểu hiện của cơ thể để có thể phòng tránh và điều trị đúng cách. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người. Mục thông báo quảng cáo. Và anh đã mơ về ngôi nhà. Tiền ở đâu mà mơ về nhà với cửa với ông xã? Không chỉ có mỗi nhà đâu bà xã ơi. Chỉ cần gửi tiết kiệm 25 triệu tại Vietbank, gia đình mình đã có cơ hội trúng căn hộ trị giá 1,5 tỷ. Rồi 5 gói bảo hiểm nhân thọ trị giá 500 triệu, 8 gói trang trí nội thất trị giá 400 triệu cơ đấy. Chỉ cần gửi 25 triệu thôi là đã có cơ hội trúng lớn vậy hả ông xã? Chuẩn luôn. Không những thế, khách hàng gửi tiền tiết kiệm còn có cơ hội nhận ngay bình giữ nhiệt, dụng cụ làm bếp, cây lau nhà, nồi cơm điện, máy lọc không khí. Hôm trước đồng nghiệp công ty anh đi gửi tiết kiệm còn trúng luôn giải lộc phát 1 triệu đấy. Vậy khoản tiền thưởng dự án anh mới nhận mình đem gửi luôn đi anh. Mấy khi nhiều ưu đãi lớn thế này phải tranh thủ ngay ông xã ơi. Được, lên xe anh chở tới Vietbank luôn. Vietbank tiết kiệm trúng nhà nhận quà sức khỏe. Hotline 1800 1122 hoặc truy cập website www.vietbank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc vì được thỏa mãn đam mê cùng bóng đá. Cảm xúc này sẽ lại tiếp tục thăng hoa tại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT ở mùa giải thứ 2 năm 2020. Giải đấu quy tụ 8 đội bóng nhóm tuổi U11 và 8 đội U13 đại diện cho 8 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sân vận động Bà Rịa, sân bóng đá của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu đạt quy chuẩn quốc tế sẽ là nơi diễn ra các trận tranh cúp truyền hình BRT bắt đầu từ tháng 8. Cổ vũ tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhí, giải thưởng cho các đội vào bán kết, chung kết đều tăng lên gấp đôi. Riêng hai đội bóng vô địch được thưởng thêm chuyến tham quan du lịch Hồ Tây Bắc. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.